Dạ xin chào các anh và các bạn thân mến. Thì bữa nay em sang chậu cho mấy cây mai con. Sẵn đây em chia sẻ lên cho các anh và các bạn xem luôn. Thì trên màn hình của em là những cây mai con các bạn. Này người ta lựa bông đẹp, người ta gieo từ nhỏ. Thì cái tuổi đời của cây này thì cũng được 7-8 tháng tuổi rồi các bạn. Tính từ lúc mà mình gieo hạt cho tới khi nó bay lớn như thế này nè, là cũng được 7-8 tháng. Thì đây là cái giống mà em mua của người ta. Giống này có người kêu là Phú Tăng, có người kêu là Tăng Châu. Nó là thuộc dạng là bông chùm đó các bạn. Thì những cái lô mai lúc trước mà em thường đăng lên bán cho các anh và các bạn đó, thì chính là cái giống này nè các bạn. Thì cái bước đầu tiên mình không có giống thì mình mua giống, rồi sau đó mình trồng, rồi mình chỉnh sửa, mình uống này kia nọ. Sau này cái bông của nó mình tuyển chọn bông đó, coi bông cây nào mà bông đẹp đó. Lúc đó mình tự gieo nhà các bạn. Cách gieo hạt thì nó khá là đơn giản. Thì cái này người ta cũng đã xử lý dễ từ nhỏ. Lúc mà gieo lên á thì người ta nhổ ra, rồi người ta xử lý dễ từ nhỏ luôn, rồi bắt đầu người ta mới trồng trong cái bọc muỗng nhỏ như thế này. Kích cỡ của cái bọc này thì cũng giống như là một cái ly cối uống bia vậy các bạn. Còn cái thân của cây mai này thì kích cỡ của nó thì cũng giống như là cái cọng lư hương vậy, cọng chân nhang vậy đó, khá là nhỏ. Chiều cao của cây thì có cây cao khoảng chừng gang tay, rồi có cây cao hơn gang, ví dụ như cái này nè, cao khoảng chừng tấc mấy các bạn. Thì bữa nay em sang chậu cho nó. Chậu mà em sang các bạn là chậu chậu mũ C8 như thế này. Còn chắc trồng á thì gồm có sơ dừa nè, chứ vỏ trâu sống các bạn. Cái này mình làm sau này mình bán cho nên mình không có trộn đất. Rồi bây giờ thì em sẽ trộn chất chồng này cho các bạn coi. Thì cái tỷ lệ trộn các bạn thì em trộn 2 bao sơ dừa với nửa bao trấu này. Cái này là em trộn ít làm minh họa cho các bạn coi, chứ thật ra là nhiều lắm các bạn. Chút xíu nữa thiếu thì em sẽ trộn thêm. Tại vì trồng tới mấy trăm cây, là gần cả ngàn cây. Mình trộn thì mình đảo qua một cái, rồi sau đó mình đảo lại một cái, vậy là nó đều luôn đó các bạn. Bây giờ thì em sẽ trồng hai cây làm minh họa cho các anh và các bạn coi nha. Dễ trồng lắm các bạn, không có gì khó hết. Rồi, bước đầu tiên là mình để cái vỏ trấu sống vô các bạn, giúp cho nó thoát nước tốt. Đẩy xuống dưới một lớp. Đây các bạn. Rồi, bước tiếp theo nữa là mình để chất chồng vô. Chất chồng mình trộn sẵn rồi nè.
bạn nên lưu ý là mình để đừng có ém nha, bởi vì cây mai con nó dễ, nó toàn là dễ cám không các bạn. Mình ém là cây mai mình sau này nó sẽ không phát triển, nó chậm phát triển các bạn. Mình cứ làm tự nhiên không ém. Rồi nếu mà mình kỹ thì mình coi cái phần rễ nè các bạn, mình thử nhẹ ra, mình coi cái bộ rễ nó như thế nào, thì mình để cây mai mình cho nó đúng bài các bạn. Rễ người ta bắn rễ từ nhỏ hết rồi nè, mình coi cái rễ như thế nào đó, sau này mình quấn thành thú các bạn. Các bạn nên lưu ý là mình trồng cây mai là mình trồng để nghiêng nha, không có được đứng như thế này các bạn. Nếu mình đứng như thế này sau này mình quấn, ví dụ mình muốn quấn hình lắc lượng thì nó không đúng bài nha, cho nên mình phải để nghiêng thế này nè các bạn. Mình để sao cho cây mai mình nó ngay trung tâm cái mặt chậu nè, ngay trung tâm cái chậu luôn nè, để nghiêng về một hướng. Rồi bước tiếp theo là mình để chắc chồng vô các bạn. Các bạn nên lưu ý là mình không có ém nha, cây mai con dễ cám, mình ém là cây mai mình nó không phát triển các bạn. Các bạn chỉ sóc như thế này, rồi quậy là xong các bạn. Các bạn có biết tại sao để nằm không? Để nằm thì nữa mình quấn dây, mình quấn thăng lắc lượng giống như một con thú. Còn các bạn mà trồng cái mai để thẳng lên luôn á, thì sau này mình quấn nó khó quấn lắm các bạn, nó không giống một con thú nha, mà nó bị lỗi. Còn các chồng mình để vô á, là mình để vô thôi, rồi mình sóc xuống không được ém. Rồi tiếp theo một cây nữa nha. Còn cái bọc này nè, mình kỹ á thì mình rút từ ra các bạn để mình xài nữa. Còn các bạn không kỹ thì các bạn xé bọc luôn. Rồi, để vỏ chấu vô. Rồi cái bước tiếp theo là mình kỹ thì mình phải coi dễ, mình thử nhẹ cái này nè, mình coi dễ nó quấn sau đây, nằm chiều này các bạn đó, các bạn thấy không, trồng để nghiêng, trồng về một mé bên đây nè, mình canh sao cho cái thân cây mai là ngay chính giữa cái chậu. Rồi sau đó mình vô chắc trồng các bạn, cũng không ém luôn. Dạ rồi thì thời gian trong video thì nó có hạn, em chỉ trồng 2-3 chậu này làm minh họa cho các anh và các bạn coi. Mấy cây còn lại thì cách trồng nó cũng tương tự như thế các bạn. Thì đây là cách sang chậu mai con của em. Thì mình trồng là mình đẩy nghiêng về một hướng như thế này nè, cho cây mai mình nó ngã nghiêng như thế này nè các bạn. Chừng nữa mình cặp dây mình quấn giống như một con thú, nó không có bị lỗi. Còn các bạn mà trồng cây mai mình thẳng lên ngay chân trứng giữa, chừng nữa mình quấn là nó sẽ bị lỗi các bạn, nó không giống một con thú. Cho nên mình trồng phải như thế này. Nhưng các bạn cần lưu ý, mai con mình trồng thì mình không có ém nha, bộ rễ nó dễ cám, các bạn mình ém rồi nó cây mai mình nó sẽ không phát triển. Thì đây là cách sang chậu của em nè. Thì mình trồng xong rồi đó, mình để cây mai mình vào trong mát, hoặc là mình treo vào nhà lưới cho nó. Nếu mà số lượng mình nhiều á thì mình phải che nhà lưới cho nó. Rồi sau đó mình mới lấy nước mình tưới cho nó. Tưới xong rồi 2 đến 3 ngày sau, rồi mình mới lấy thuốc rưỡng để N3M mình tưới cho nó. Nếu mà các bạn muốn ngon nữa thì các bạn lấy thuốc nấm bệnh Dirobindol đó, cộng chung với dưỡng rễ N3M mình tưới cho nó. Còn các bạn sợ tốn kém thì các bạn lấy thuốc dưỡng rễ N3M mình tưới cho nó là xong. Các
cây mai mình nó sẽ phát triển thôi các bạn. Rồi rồi, thì cuối video thì em xin chúc các chú, các anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Giờ em xin chào chú, anh và các bạn nha.